vào trưa nay ngày 7 tháng 4, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 8 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước giữa hai xe tải khiến một tài xế nguy kịch, phụ xe bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tài xế Lê Minh Đức, 36 tuổi, điều khiển xe tải mang biển số 49H01431. Trên xe có phụ xe Võ Minh Trương, 41 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến thôn 8 xã Đức Liễu, đã bất ngờ va chạm trực diện với xe tải mang biển số 49H00606, chưa rõ người điều khiển. Lưu thông theo chiều ngược lại, cú tông mạnh đã khiến cho xe tải mang biển kiểm soát 49H01431 bị biến dạng phần đầu, tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin, được người dân giải cứu ra ngoài và đưa đi cấp cứu trong tình trạng tài xế nguy kịch, phụ xe bị thương nặng. Chiếc xe tải 49H00606 cũng bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.